Nè, mày yên tính rồi nãy mày nhai. Mình im lại chứ còn nó đã điên rồi mà mấy còn nhai, mấy còn nhai nữa. Nhai mấy lần nó điên không rồi, yên nó điên bị yên không rồi. Chị đạp cái chân bà đó mà nói gì nó điên bớ không rồi mà. Đã quá cái khăn em sợ luôn mà. Thì nó đó là biết thế độ của nó không có hiền rồi. Mẹ mày nó lúc mà mày nói gì còn ly nữa. Mà vô mà lương lèo cái lớp kia vậy ít là tao giờ đò tao chi hẹp tao giờ đò để tao mang cái cục cái miếng tao bỏ trong cái bỏ trong bóp thiệt nó quýnh thiệt đó thằng đó là nó ê chứ nó quýnh thiệt đó chứ em giỡn nào. Ê, mà lương lèo cho mày đừng nâng cái thân nợ cho em hết cái thực chất là đứa mà thân nợ là đào không có điên hung rồi mà điên từ đào rồi mà mới vô là hết đã không máy rồi cái u cái mẹ nó mới lì ghê nó đó quen khen nó tức mình nó bật nó ngồi dậy bà đây nói tới mức độ đó mình nó còn lo mất kiểu đó nhai nó kinh nghiệm chứ không nè thằng nó điên quýnh thiệt đó dân hồ mà thằng nó đâu vừa nó thế độ nó đó là biết rồi. Mà hai người đi giống như người yêu quá. Em cũng nghĩ là bồ. Đi về trước luôn nè, chị đi bắt rồi. Không phải, chị đi về đợi nãy thì đúng. Nó đợi không nổi nó đi đó. À nó hay đi gà rác mà, rất cũng đi gà rác, không chở qua sông. Mẹ nói chắc cũng 3 lần á. Mẹ ngã vậy chứ mẹ hồi là đi hồi đuổi cái thắng cái mẹ giặt vợ luôn. Nè, nè mai có cái bài đó nó kìm bớt rồi đó. Mai có cái bài đó nó kìm bớt đó. Thấy công chuyện của nó luôn đó. Chịu đau, chịu đau không được. Tắt đó. Bình Hoa phải sợ quá, xô phải ngủ phải chạy xe phải chạm miết. Kêu ủa. Chiều nữa chi cũng bị làm theo dáng đó, chị chạy chạy như cọ hả chú. Mình nhớ hồi bên 1 tháng 9 mình cũng có lần con nó lần đầu tiên nó đi nằm muộn. Mà nó không biết mình nặng mình kim kìa mình đâm cái kim xuống một phát cái nó nhả nhởm nó ngồi dậy luôn ngồi dậy luôn đó sang cái xuống kia chị Loan lay cũng đâu có làm gì được đâu đau quá má đâm kim vô mà nó ngồi dậy luôn lộn ghê lắm Hòa cũng bị đỡ một bông chiến đó cái bà bà vứt cái khang mới ngồi dậy đó bà nói chi nữa đó bà nói chi nữa ừ hòa tức quá hòa khác à hình như hòa nản cục phim á hồi đó không có chị Loan hòa khóc mà tức quá khóc mà
khác là ý là bởi vì sao với khác? Như có chứ. Hậu đến loa có biết mà thì chị phải có chứ. Không, lên diễn đẹp luôn đó, diễn như chị Hùng kia. À. Chị chắc có, về quê mà chị không nhớ. Nhớ chị Hùng kia là ta đi tìm ba mẹ ở để ta nói là cái chuyện bà thôi, mà bà đi về thì em không. Chửi giống chửi. Khách hàng là chửi gì trời? Khách hàng mà chửi. Nó của mình như thôi chửi. Thôi, nó lấy. Còn hơn mi cái cung vậy nó nói lại, người ta đã dạy rồi, ừ. Không nói được. Nên người đó mình đang im cho lành. Cục đi nó đi nó cảm giác sợ gì trên á. Ngày được mà. Ghế của ông Anh Cương chỉ cần vài phần tỉnh nữa mới về mà ấy. Ừ, ăn nữa rồi. Cô ta đi trên phê. Quá lúa. Để cho lớn hơn đi. Vì nó không có led to rồi. Cô đang nám rồi cô. Dạ. Nám rồi. Dạ. Nám rồi. Dạ. Sang cho cái quạt anh chị. Cô đang đổ mồ hôi. À, lúc tốn nữa. Chiều nay em vừa cấp một tiết rồi đi lại. Ủa học thêm à? Học trên trường. Học đầu à? À tiết này tiết thêm. Lại nó người ta dạng kỹ năng sống vậy đó. Dạ. Em chuyển khoản luôn. Em mua kem gì dùng cho nó ta? Đỡ thâm cô. Em có. Kem anh chị hả? Dạ. Có dùng kem anh chị không? Dạ không, em chọc Sài Gòn mới ra đây. À. Tuần sau đó hả? Ừ em, 150. Mà em biết luôn. 150 là gì đó. Chị Na bấm em cái quạt với chị Na. Ê, các anh trên Lào đây mà tiết rồi hả? Không, đi Lào chị tiết. Như để Na tiết cái gì kia chị tiết rồi. Trên Lào là chưa tiết cái ngay chị Na. Ông nhỏ ở đây thì lồn quá lố, ông thở như nào hấp hối á. Lồn đi thằng Đào mà. Đào cũng khỉ họ sang rồi, cái em đáp mạc nó, cái nó bấm điện thoại lên cái nằm im ra. Ngán đau rồi. Điện lộn quá lố liền chứ. Họ đau không thì im ru. Họ nạn tiếp không cô cũng nằm im ru. Mà nó thở lộn như hấp hối lộn kia thiệt luôn. Ừ, hắn ngủ thở to thiệt.
nó không ngáp mà nó thở to. Sâu á. Chồng đây nó rang dễ sợ. Nó rang quá, nó thở lòng ghê thiệt. Nó chắc điên lần á.